Hi và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tàu L. Và hôm nay cùng nhau chơi một game có tên là Jackpin. Thì game này là gì đây? Mình cũng không biết nữa. Kệ đi, nói chung là game chứ cái gì đâu. Rồi chơi nào. Rồi start game. Ok, thì mình không hiểu là gì đang xảy ra hết. Hình như trong này có một vài cái dòng chữ của Nhật Bản các bạn. Nice. Cái gì đây là? Các bạn thấy gì nó lạ không các bạn? Cái này mình chắc chắn là bên trong là con người nè, tại vì cái kiểu này là giống như là các bạn sợ tốn tiền vé máy bay á, các bạn sẽ tự nhét vào mình trong cái kho đồ và các bạn sẽ kiểu như mình nói sao ta? Nói chung là các bạn kiểu như là cho đổi đúng tiền ấy. Ok, microphone game regen. Ủa nhà vệ sinh đúng không ta? Không phải hả? Ok, đuổi thôi. Rồi cái này là cái máy quét gì đó, mình không biết. Xương người nè. Rồi cái thằng này con người đúng không? Đó, gấp người ra. Rồi thả xuống. Cái này là cái ống cống hả? Cái như là bồn cầu rồi phân nó đi theo ấy. Ew. Mình không hiểu gì hết. Nói chung cái đây là một loại hoạt hình đó các bạn. Rồi tới Nhật rồi, mình hỏi tới Nhật các bạn ơi. Cái như là mình biết vài chữ như là Nasu, Kimuchi. Ok chơi nào. Lẹ đi. Lẹ được không? Ok, nói chuyện cái khỉ gì đây? Rồi, phim nữa hả? Sao mày không hiểu cái này là ý nghĩa là gì hết? Wow, đó, gọi điện thoại với nhau kìa đó, trong một tòa nhà. Wow, nhiều thế. Xong chưa? Tôi muốn chơi game. Lâu quá à. Các bạn ơi, các bạn không biết các bạn thấy sao chứ mình thấy rất là chóng mặt luôn ấy. Rồi xong rồi. Ôi hên quá. Cái gì đây? Các bạn nhớ các bạn, cái này cái mới nãy này các bạn là thằng này nó chui vô cái vali nè. Nó giả làm cái hành trang để nó trốn tiền vé các bạn. Mà khoan đã, các bạn thấy gì không? Giữa cái đầu với cái thân của nó là nó có cái nó không có khoảng cách các bạn, có nghĩa là khi mà các bạn kẹp lại là cái đầu nó sẽ bị thằng này cái thằng này có thể tháo đầu ra sao ấy. Hello. Rachel P. Resident Tony Francis gì đó, nói chung là mình tiếng Anh ung thư quá. Hello. Ok, bây giờ nó kêu mình ngồi xuống. Rồi ngồi xuống nào. Rồi. Hãy bấm hãy đọc những cái tờ báo. Ok, OV GUI. Ok, người hướng dẫn đã sẵn sàng cho bạn. Rồi bây giờ đọc ngay đây, cái gì là hướng dẫn cách xài OV. Rồi, ok. Bệnh dẫn cái gì, những căn bệnh về nội tạng. Cái khỉ gì đây? Thôi kệ đi. Xuống nào. Ok, được rồi. Black Hat nha các bạn. Hình như trong này chắc là họ là fan của Black Hat Gaming ấy. Hello. Mày làm việc đi. Mày nhìn tao làm cái gì? Mày nhìn tao làm cái gì hả? Ghê quá. Hello. I will say we much business to discuss. Ok, hãy ngồi xuống, chúng ta có việc để bàn luận. Ôi, cái này là kẻ xin cơm hả? Nó ăn kìa, các bạn có nghe tiếng không? Lạy chúa, cái gì đang xảy ra vậy? Ok, bấm E để ngồi xuống. Cái này là cái túi xì hơi các bạn. Như vậy khi mình ngồi xuống nó sẽ một cái tiếng rất là hay, đó chính là... Thì nói chung là mình không biết mà cái ngồi không đây, nhưng mà nhiệm vụ là bắt mình phải ngồi. Ha ha, mắc cười quá, ha ha, mắc dậy. Basically, we need you to infiltrate the Soviet consulate. Ok, nhiệm vụ của mình là phải đột nhập vào technology and it's imperative that we get it back on the right hands. Ok, nhiệm vụ của mình là phải đột nhập vào cái cơ sở của Soviet. Don't take too many. Ok, bây giờ mình kêu mình có thuốc này, bây giờ mình sẽ nói chung là ok. Tôi sẽ ở trong cái kho rượu. Ok, nó kêu là mình phải uống thuốc các bạn. Đây, nhưng mà không được uống nhiều quá. Rồi. What the fuck, thiệt luôn á hả? Mày đùa thôi à. Cái hồi nãy là ở đây kiểu như là nó xuống cái hầm thiệt, nhưng không ngờ là nó nằm xuống nó ngủ. Này, có vẻ game này hay đấy các bạn. Rồi, đi nào. Rồi sao mình uống cái vô rồi. Rồi chuẩn bị bắt đầu nhiệm vụ nè. 3 2 1. Yeah.
Ok, bây giờ là mình đang ở đâu đây? Insulate the Soviet Consulate. Ok, hãy trà trộn vào cái khu cái trụ sở của Soviet. À đây. Do you have the MacGuffin? MacGuffin, ok, nó kêu là mình nó xin mình cái MacGuffin nhưng mình không có, mà thôi kệ đi, tao không quan tâm mày. Đó cái thằng hồi nãy các bạn, cái thằng mà hồi nãy là nó gắn cái túi xì hơi ở dưới ghế mày này. Con chim. Oh no, con chim bay rồi. Tao không quan tâm. Bây giờ tao sẽ đột nhập vào cái trụ sở. Ờ từ từ, mình sẽ đi chơi đã. Hello. Xin chào. I'm afraid you don't have appointment. Ok, tôi e là bạn không có cái quyền để vào đây. Ok, mình đang lấy cái file này các bạn. Ok, sắp xong rồi. Phải rồi. Cái thằng này là người máy sao các bạn? Kiểu như là nó phải nhập file chứ nó không đọc bình thường được. Rồi bây giờ là giờ gì đây? Mất dậy các bạn, cái thằng này nó chỉnh đồng hồ các bạn. Cái mất dậy thì chứ. Ok, bây giờ mình sẽ chỉnh đồng hồ. Rồi hay quá. bây giờ mình phải làm gì đây? Chào anh bảo vệ. You have insufficient security clearance. Ok, nó kêu mình không được qua bên này, kiểu như là nó người bảo vệ, mình không quan tâm. Ok, có cái file nè, mình sẽ đọc cái này. Tang. Timber of safety requirements. Mệt quá. Toàn mấy thứ không quan trọng thôi, bây giờ mình sẽ ra ngoài. Hello motherfucker. Hello motherfucker. Oh, con chim nó bay cái gì đây? Ờ xin lỗi nha. Hello. Xin chào anh bạn. Ồ tao có làm gì mày đâu. I'm okay. Mình thật sự không hiểu cái game này ra sao nữa. Nhưng mà mới vô thấy hài và cái lời. Ớt hả? Tôi cần bạn giúp. Ok, bây giờ mình cần tôi giúp cái gì? Tôi đang cố gắng để xài cái wifi miễn phí từ Starbucks. Starbucks là cái quán ăn đó các bạn. Nhưng mà tôi đã mất mật khẩu wifi rồi ở trên đường. Ok, bây giờ mình sẽ lấy mật khẩu wifi cho nó. Bây giờ mình có ớt các bạn. Đi nào. Chúng là con ớt. À. Ok. Chúng ta sẽ quay lại đường. À. Oh no. Ok, mình vừa làm cho nó bị tông rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cứu nó thôi rồi. Ờ, không sao đâu. Anh ớt ơi, có ơn. À. Oh no. Xin lỗi anh ớt mà. Ok, xém được. Nhưng mà bây giờ nó tím hết hai mặt rồi. Cố lên, chúng ta sẽ giúp nó. Giúp nó rồi các bạn ơi. Chúng ta phải có được. Chúng ta có wifi miễn phí. Chúng ta vì mục đích cao cả hơn, nghĩa là có wifi miễn phí. Ok. Hãy tiến lên và đặt nó lên. Ok, bây giờ mình có cái máy dò dữ liệu. Đó. Collect hãy tìm 8 cái data packet. So crack the network. Ok, bây giờ mình sẽ tìm 8 cái dữ liệu để mình có thể hack được cái wifi người khác. Cái gì vậy? Ủa bây giờ là mình là có ớt đó hả? Rồi bắt cái này nè. Bắt con số. Bây giờ mình phải bắt mang số. Ok. Đây, mày đâu rồi? Nè. Một cái đó thôi. Nè. Tuyệt vời. Rồi xong rồi đó. Cảm ơn nha. Tôi có một cái bây giờ tôi phải coi phim rồi. Có nghĩa là mình phải dành cái sự riêng tư cho nó các bạn. Ở thằng này nó có phim ớt các bạn, mình không hiểu nữa. Phim heo không còn, mình có phim ớt. Ok. Oh, hello. Biến đi. Ok, xin lỗi nha. Ôi trong này có người sống hả? Hồi ghê quá. Ok, bây giờ mình sẽ phá. Hãy đẩy tôi đi. Oh shit. Oh, nó kêu hãy đẩy tôi đi. Bây giờ mình đẩy xong cái nó té ầm ầm ra là sao? Ok, nó cái gì? Please don't forget to buy overpriced concessions.
Ok, nó kêu là just go, just go in, I don't give a fuck gì đó. Nói chung là kiểu như là nó chửi mình ấy. Get a job, hãy tìm công việc đi. Ok, có nghĩa là để chơi mình là mấy thằng vô thất nghiệp các bạn. Hello. Ok, bây giờ mình sẽ vô trong để coi bên trong sẽ cái gì đây. Mình hút xì gà đấy các bạn. Cái khỉ gì đây? Hồi ghê quá. Cho nó ra. Ok, bây giờ là mình hút cái điếu xì gà đó. Đã quá. Thật là tuyệt vời. Do you mind? Anh có phiền không? Không. Bây giờ tao sẽ hút qua lại một vấn đề gì không? Rồi, cho nó hít nè, hít đi. Ok, bây giờ là mình có đồ ăn rồi. Son of a bitch. Mày tưởng tao dám chửi mà. Đó. Đó, dính người nó kìa. Nhìn đi đây. Chết mẹ, bị đủ rồi. Ok, nói chung nó thiệt là trò này nó vui vờ lờ đấy các bạn. Con gì nó kêu vậy? Ok, sữa, trà sữa. Thằng này tao vừa tới cái xe thôi mà mày làm gì cắn quá vậy? Ok, bây giờ mình tới cái xe vô đó mới được. Mình ở trên lầu đây, bây giờ mình sẽ... Ok. Bây giờ nói chung là nó không cho mình đi xuống đường các bạn ơi. Trời ơi, các bạn thấy không? Cái thằng này nó vừa trốn qua cái cây, bây giờ nó biến mất luôn rồi. Cái loại ma thuật gì đây? Hello. Chào anh bạn. Xì gà này đó, hút xì gà nè. Để coi gì đây. Ok, bây giờ mình phải vào trong bên này, mình vào trong đây lại. Chào. McGuffin, ok, hãy quay lại khi mày có cái miếng McGuffin. Cái McGuffin là cái đùi gà các bạn. Gì đây? Hello. Cái gì mới xảy ra vậy? Cái này hả? Hello. Ok, bây giờ là mình kiếm đồ ăn cho nó. Mất dạy. Mày muốn mong kẹo của sâu không? Ok, cho nó biến rồi. Đó, thổi nè. Thổi tiếp nè. Rồi, sắp nổ rồi đó. My eyes. Mắt của tao. Trò này nó hài. Cái thằng này nó muốn tiêu ơi. What the fuck thằng này nó. No. Tại sao mình cứ làm người xấu thế này? Nói chung là mình để hát xì nhưng mà hát không có được. Ok, đây, chúng ta sẽ vào trong đi kiếm đồ ăn cho nó. They try to treat me like garbage, nghĩa là họ đối xử với tôi như rác thải vậy. Trời ơi, con mèo mà tại sao cái bọn mày lại đối xử với loài mèo như thế hả? Ok. Đã đóng cửa vì không có lý do gì hết. Ok. Đẩy vô. Ok, không được hả? Rác nè các bạn. Pizza nè, ngon. Trong này là cái điện thoại. Xin lỗi. Trong này là cái máy tính nè các bạn. Wow, tuyệt vời. Mình vừa vào cái thế giới của pizza nè các bạn. Ngon quá. Ngon quá nha. Xác sống. Đồ ăn kìa. Xác sống. Cái này mà xác sống, cái này là cái pizza các bạn. Tao không quan tâm. Cái gì đây? Máy cơ. Cắt nè. Mày phải trả giá. Mày phải trả giá. Cắt nè. Đó. Đùa tao à. Mày không đùa với tao hiểu không? Ok, bây giờ mình đang ở thế giới pizza. Thật sự mày không hiểu cái khỉ này sẽ ra luôn các bạn. Ok, người pizza. Láo. No, mạnh quá, pizza thật là mạnh. Chưa trong, không được. Cái pizza này nó có mắt này các bạn. Đừng có đùa với tao. Tao chú tệ của pizza nha mày. Người ta chú tệ là những chiếc nhẫn, người ta chú tệ của những chiếc pizza. Ngu. Đừng có đùa với tao. Bay cái đầu. Ok. Bên trong còn một cái máy pizza nữa. Thật là tuyệt vời. Ở đây là cái hóa đơn đúng không? Pizza, what the fuck. Cái gì sẽ ra vậy? Cho nó ra đi. Oh no.
Oh, thì ra là nó chỉ là cái game thôi. Tưởng là mình cứ tưởng là nó sẽ giết mình anh này mày chứ. Oh, hên quá. Ok, và các bạn xem video này đừng quên lại cho mình một like, một share, một subscribe nếu các bạn thích video. Thì mình nếu các bạn thích video này thì cứ như là mà các bạn thích game này thì mình sẽ làm thêm nhiều tập, và các bạn hãy comment cho mình biết là các bạn muốn mình làm thêm. Và các bạn xem video.